Xin chào các bác, hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác một loại hoa cơ bản nữa, đó chính là hoa đồng tiền. Về dụng cụ thì chúng ta hôm nay cũng vẫn chỉ là cần một con dao tiền cơ bản thôi. Tiếp theo là một quả dưa hấu. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tỉa trực tiếp lên cái lớp vỏ xanh của quả dưa, không cần phải bào qua lớp mỏng nữa. Và đầu tiên là chúng ta sẽ phát qua một cái vòng nhụy, vẫn là cái vòng nhụy cơ bản. Nên cái độ to của nó cũng chỉ tùy thuộc vào quả dưa to hay nhỏ thôi. Thì đừng ra một góc 90 độ. Rồi nó nghiêng ra. Tiếp theo thì cái cách đi cánh của cái vòng nhụy này thì nó giống như là hoa thực dược, nhưng mà chúng ta sẽ không đi nhọn một đường này mà chúng ta sẽ bo cong một đường. Các nhìn này, các nhìn dáng cánh này, thay vì đi chếch dao nghiêng một đường chữ V sang hai bên là đi đường thẳng, chúng ta sẽ đi cong lại một đường. Đấy, hình dáng cánh nó như thế này. Rồi, tiếp theo cánh nó nhỏ, các bạn đi đều như vậy hết vòng nhụy. Cái giọt cũng giống như là bông cái loại hoa thực dược thôi. Để mình thử nghiêng dao dọn một chút một. Đó, kết thúc. Rồi. Cái vòng nhụy thứ hai mình thấy là cánh sẽ chìm sâu xuống bên trong. Cánh nhỏ thôi, sau này là hai cánh. Tiếp theo cho thêm một tầng cánh nữa. Vậy là chúng ta đã được một cái vòng nhụy của hoa đồng tiền. Cái bước dọn vòng cánh cũng tương tự như vậy. Đầu tiên là chúng ta sẽ dọn nghiêng một đường để lấy nổi bật cái vòng nhụy. Các bác lưu ý này, với cái loại hoa đồng tiền này thì là một bông hoa là chỉ có một vòng cánh thôi, nên chúng ta sẽ cân đối căn chỉnh làm sao cho nó vừa phù hợp với cái độ to của quả dưa, to nhỏ của dưa nhé. Thì chúng ta sẽ phát qua thêm một cái vòng tròn như này nữa, đừng nên to quá, đừng nên nhỏ quá so với quả dưa. Đây, thì phát là cân đối như này, thì chúng ta sẽ nghiêng ra dọn như
các bác phải lưu ý một chút nhé, là cái mũi dao ấy lúc nào nó chỉ đi xung quanh cái điểm chân cánh của vòng nhụy thôi, đi theo cái lưỡi dao lên đây. Các bác nhìn cái lưỡi dao ở bên trong vòng nhụy, cái con dao như này nó sẽ đi một cái vòng tròn đều. Đây, một lưỡi dao này. Cái dọn này như vậy, mình sẽ đi o tròn theo cái hình này, hình tròn khi mẹ mình vẽ. Chúng ta sẽ đường tầng cánh bắt đầu là dọn đi lại đứng đường dao. Mình sẽ đi cánh hoa. Đầu tiên ấy, mình sẽ bắt đầu mình cái cánh hoa so với cái tâm của cái nhụy sẽ một đường thẳng nhé. Các bác đặt chéo này, bất kỳ đâu cũng được trên cái vòng tròn này. Bắt đầu hạ một đường dao. Các bác nhớ hạ sao cánh đầu tiên là hạ dao dày đến đây, dày đến đây. Sau đó mình đặt cách quả cánh hoa to nhỏ thì tùy các bác. Mình đi cánh này, vét một đường, cái này mình đi lưỡi dao rất là dài, vét lên đây, gỡ ra, đi đứng dao này, o cong lên đây, rồi tiếp theo, hạ lên đây, các bác chỉ hạ, lưỡi dao chỉ hạ mớm lên đây thôi, mình chỉ cần đi lên đây, lấy đường dao, gỡ ra một cánh, lại đi đứng dao tiếp, mũi dao chạm lên đây, ngắt đường dao thấy gọn xong, các chi tiết rồi, các bước trùng lặp với nhau. Đến cái cành cuối cùng là mình sẽ đi hạ sâu một đường như này. Chúng ta tiếp tục móc dao. Đó. Đi nốt cành cuối. Cái dọn này cũng giống hoa thực dược thôi. Chúng ta sẽ dọn. Chạy một chút. Dọn. Xoáy một vòng. Ta sẽ được bông hoa đầu tiên, rất nhanh và đơn giản đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ tỉa thêm một bông nữa,
nhỏ, vẫn là cái vòng nguy nửa vòng cảnh đứng ra. Nhân ra để dọn. Nhân răng dọn. Phát qua màn hình thì mình dọn vào lấy cánh. Và với cái cánh này thì mình có thể tỉa bất kỳ từ đâu, nhưng mà mình sẽ tỉa từ bên này, bo luôn một đường thì chúng ta sẽ không phải tỉa cái bước là lấy dày cánh bên như cánh ban đầu trước, vì đây sẽ là một cái hình tròn đều. Cái cánh đấy, đoạn đấy mình sẽ là nó coi như nó lấp ở bên trong cánh này. Kết thúc vòng cái chúng ta sẽ dọn. Đây, chúng ta là xong hai bông hoa. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ tỉa lá xung quanh. Và cái loại lá này, lá của cái hoa, loại hoa này thì nó rất khác với cái lá cơ bản mà buổi đầu tiên em hướng dẫn mọi người. Đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ một đường này, vẽ một phát qua một hình đường chữ S như này, phát qua đây, sau đó nó đi đứng ra, đi sâu ra xuống dưới này, các bạn nhớ nhé, hình chữ S như này, đi nghiêng dao này. Nghiêng dao, mình coi như đây là cái lá nhé. Đầu tiên là mình sẽ nghiêng, nghiêng để dọn nhiều nữa. Dọn ít này.
chút nữa này. Và được. Bên này vậy. Nhìn con dài. Ba tầng từ dài cho ngắn dần, ngắn dần ba tầng này. Và chúng ta sẽ rõ đường cánh nó mềm mại đi một chút. Chúng ta sẽ bo cái một đường nhỏ phải sống lá nó chìm xuống còn nó rõ này. Đây lấy cánh này. Bắt đầu từ đây là đi bo cong về chiều này. Vuốt xuống một chút. Nhìn đây cũng vậy. Đi hình lượn sóng. Vô xuống, dọn bên ngoài. Rồi, lấy cái gân lá. Thì mỗi cái đường, mỗi một cái đường cong chúng ta sẽ tỉa cái gân lá. Hiện một cái lá hoa đồng tiền và đây là một cái lá to thì chúng ta sẽ tiếp tục là tỉa các cái lá nhỏ xung quanh. Đấy. Nếu mà như tiếp theo ấy, chúng ta sẽ không bo như lúc ban đầu, chúng ta sẽ đặt khoảng cách, có thể xác định đây một cái lá này, xác định đây một cái lá nhỏ này, thì chúng ta sẽ đặt một đường đi sâu đường dao ở giữa. Đấy. Đây là tâm điểm bắt đầu dò một đường to. Căn chỉnh thì các bác cứ làm sao cho hợp lý nhưng mà dựa được. Thế chúng ta sẽ tỉa lá xung quanh vào dưa thôi.
Hình dạng là chúng ta sẽ uốn làm sao đúng theo cái kiểu mà chúng ta thích, mềm mại hoặc đâm ngang đâm dọc. Mỗi cái lá có một kiểu uốn khác nhau. Cành cuối xong. Bây giờ chúng ta còn bước nữa là dọn viền rào, dọn xung quanh. Đầu tiền trên dưa hấu. Chúc các bạn thành công.